Hồi nhỏ mà Huyền thích món gì á là mẹ mua cho Huyền ăn đã đời luôn. Huyền chỉ cần nói thích ăn dâu tây thôi là mẹ mua cả rổ dâu tây về, mặc dù hơi mắc nhưng mà mẹ vẫn mua. Bây giờ lớn rồi đổi ngược lại thì Huyền sẽ chăm sóc lại cho mẹ và mua những cái món ăn ngon mà mẹ Huyền thích. Mẹ mình á thì rất là thích ăn bòn bon. Cái rổ bòn bon này là mình mua cho mẹ nhưng mà mua nhiều quá mẹ ăn không có hết. Sợ để lâu quá nó không được ngon với lại bị hư. Rồi cái tính mê nấu món lạ của Huyền cũng trỗi dậy. Hôm nay mình sẽ làm thử món gỏi bòn bon tôm thịt. Hồi bữa Huyền vô tình đọc được đây là cái món đặc sản ở chỗ nào á mà Huyền quên mất tiêu rồi. Theo như mà kinh nghiệm Huyền đã làm rồi á thì mọi người nên chọn những cái trái bòn bon nhỏ nha, để cho nó ít hạt, không có bị đắng á cả nhà. Bòn bon sau khi lột vỏ rồi thì mình sẽ cắt ra khoanh khoanh như thế này nè. Mọi người thấy con dao của Huyền dùng có dễ thương không? Huyền thấy cả nhà cũng hay hỏi mấy cái rổ tre nhỏ nhỏ xinh xinh mà Huyền dùng để co để nấu ăn á, nên hôm nay Huyền chia sẻ cho mấy bạn nè. Có những món á thì mình mua được ngoài chợ, còn có những món á thì mình săn sale ở trên shop Believe á. Mấy cái này á thì làm thủ công, nhìn tụi nó nhỏ nhỏ xinh xinh thấy cưng gì đâu á, nấu ăn mà có tụi nó ngắm á cũng vui. Rổ mẹ ăn cùng mà mẹ không chịu ăn cả nhà. Mấy cái món mà lạ lạ mẹ Huyền ít chịu ăn lắm. Bòn bon tươi thì mẹ thích, còn bòn bon làm gỏi thì thua. Nhưng mà xin chia buồn với mẹ, mẹ đã bị xâm lài sai lầm rồi. Cái món này nó ngon lắm cả nhà ơi. Bòn bon á thì ngọt ngọt nè, mình trộn với gỏi tôm thịt á ăn nó cũng lạ miệng lắm, cũng ngon ngang ngửa với lại gỏi măng cục á nha. Cá nướng thơm ngon mời bạn ăn nha. Hôm nay mẹ của Huyền đi chợ có mua cho Huyền một con cá chẽm to ơi là to luôn. Thường món cá chẽm á thì người ta sẽ đem lên chiên rồi sốt cà là ngon nhất, nhưng mà Huyền thích nướng mọi người ơi. Để nướng xem mùi vị nó như thế nào nha. Do là con cá này thịt nó cũng hơi mềm á, sợ là để lên cái dĩ nướng thì nó sẽ dính trên cái dĩ, nên là Huyền lấy lá chuối quấn nó lại rồi nướng lên nha. Hôm nay đem con cá chẽm này đi gói bánh tét luôn nha mọi người. Rồi cá sau khi mà sơ chế sạch sẽ thì Huyền sẽ nêm với lại sốt thịt nướng và sa tế nè. Rồi sau đó mình rắc ngò lên cho nó thơm nha. Lót thật là nhiều lớp lá chuối để quấn lại nè. Huyền sẽ dùng dây lát để buộc nha mọi người. Đó, bây giờ nhìn nó y chang cái đòn bánh tét luôn ha. Giờ thì để cá lên nướng thôi mọi người ơi. Định mệnh sắp đặt rồi, lúc nào nướng thì trời cũng đổ mưa hết á mọi người. Mà công nhận nghe quấn trong cái lá chuối như vậy nè, nướng nó vừa tiện mà vừa mau chín nữa mọi người. Mới nướng có một tí thôi là nó đã chín rồi nè. Vừa mở ra là mùi thơm của ngò với cá xông lên nức mũi luôn. Mèn đét ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Rồi bây giờ sắn một miếng thịt cá nha. Rớt vô cái nước chấm siêu cay của Huyền nè. Trời ơi, tao nói nhìn là muốn ăn liền luôn á. À mà cái con cá này nó ngon thiệt luôn á nha. Cái thịt của nó vừa mềm nè, vừa ngọt mà còn béo nữa, không có nhiều xương nha. Ngon lắm, hôm nào làm ăn thử đi cả nhà. Cách làm kim chi cải thảo tại nhà vừa ngon vừa đơn giản, không thể bỏ lỡ. Hôm nay trời đẹp quá ha mọi người. Huyền đi ra ngoài rẫy thì phát hiện mấy cái luống hành của cha trồng cũng đã lớn vừa ăn rồi nè, nên là Huyền sẽ nhổ vài bụi vô để làm kim chi ăn nha. Vì hồi sáng Huyền đi chợ có mua được mấy cái bắp cải thảo vừa ngon mà vừa tươi nữa nè. Lâu rồi không có ăn thịt nướng với kim chi, hôm nay cũng hơi thèm á mọi người, cho nên là quyết định làm mớ kim chi để dành ăn từ từ nha. Phần bắp cải thì mình sẽ chẻ ra làm tư rồi sau đó chà muối lên. Mọi người nhớ tách ra từng bẹ chà cho đều nha. Phần cà rốt thì mình sẽ sắc sợi ra, hành lúc nãy hái được thì mình sẽ cũng cắt khúc vừa ăn như thế này nè. Ướp cải với muối tầm 1 tiếng thì mình xả lại thật sạch với nước nha. Mà cả nhà nghe làm kim chi thì tưởng đâu là làm lâu với lại rắc lối lắm phải không? Không có đâu, Huyền có cái bí quyết này tiện lợi mà nhanh dữ lắm nè. Đơn giản lắm, mình chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu xong rồi cho cái sốt muối kim chi all food này vô nè. Trộn đều lên rồi để tầm vài tiếng là có thể ăn được rồi đó mọi người. Lần trước á thì Huyền làm sốt kim chi này với dưa leo ăn ngon dữ lắm luôn, kiểu chuẩn vị kim chi của Hàn Quốc luôn á mọi người. Mà Huyền mua mấy cái gói sốt này đang lúc có chương trình khuyến mãi á mọi người, mua 3 gói là được tặng một cái hộp đựng kim chi như thế này nè, rất là tiện luôn. Mà bình thường làm cái kim chi cải thảo này nè, mình phải để qua một ngày cho nó chua ăn mới ngon. Nhưng mà nhìn cái hộp kim chi hấp dẫn quá, thôi Huyền ăn sỏi hôm nay luôn. Trong thời gian đợi cho kim chi thấm á thì Huyền sẽ đi nướng một ít thịt bò và một ít lòng heo nè. Rồi bây giờ thì lấy kim chi ra cắt thành từng miếng vừa ăn hen. Trời ơi, ta nói nhìn cái dĩa thịt nướng nằm kế bên cái dĩa kim chi đỏ ao thơm lừng, nó hấp dẫn gì đâu á mọi người. Quết một miếng thịt nướng kẹp thêm miếng kim chi chấm vô cái nước chấm siêu cay thần thánh của Huyền nữa thì còn gì bằng. Ông Hải nhà Huyền cũng mê món này lắm á. Ăn cơm mà có kim chi là ông ăn lần 3-4 chén luôn á mọi người. Công nhận cái kim chi này á nó thấm ngon ghê luôn á, có vị cay thơm chuẩn vị Hàn Quốc luôn. Bạn nào mà mê ăn đồ nướng á thì mua cái gói sốt này về làm kim chi để tủ lạnh ăn dần đi, ngon dữ lắm nè.
Yeah.